Phong xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị kính mến. Thì hiện tại thì Phong đang ở ấp 1 Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Thì hôm nay thì Phong tiếp tục xuống nhà của cô Long. Là nhà có một người cô là có 5 người con. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì cô Long đã bệnh rất là nặng thì cũng đã qua đời rồi. Thì hôm nay thì Phong có mua một cái nhành bông với một ít trái cây để xuống để thắp hương và cúng cho cô Long, và sẵn và thăm hỏi cái tình hình của mấy đứa con của cô Long bây giờ hiện tại là nó như thế nào, để coi có thiếu thốn trong nhà có thiếu thốn gì á. Thì Phong cũng còn hiện là cũng còn giữ một cái số tiền của những mạnh thường quân, thì Phong xuống đây để có thể giúp đỡ cái phần nào để cho mấy bé nó có tiền trang trải và mua những cái dụng cụ để đi học và phục vụ cho cuộc sống á. Thì bây giờ không để chờ đã lâu thì Phong xin mời toàn thể quý cô chú anh chị cùng đi theo Phong đi thẳng vào căn nhà thân quen của cô Long nha. Đây thì trước màn ảnh của cô chú anh chị là cái căn nhà thân quen mà của cô Long á, quý cô chú anh chị ạ. Thì bây giờ Phong nghĩ là chắc mấy bé gái á là nó cũng đi học hết rồi. Tại bây giờ là khi mà mẹ mất thì mấy bé cũng có thầy cô tới đây vận động á, thì mấy bé là cũng có đi học rồi cô chú anh chị ạ. Bây giờ chắc còn có bé thứ tư là bé Khanh á. Giờ Phong sẽ đi thẳng vô trong căn nhà. Đây, căn nhà bây giờ là rất là điều hiu cô chú anh chị ạ. Đây cũng có nuôi mấy con chó nè. Chào em nha. Hả? Em đang làm gì vậy? Hình như em hả? Hôm nay em không đi làm à? Hôm nay em không đi làm hả? Chào em nha. Chào em Hậu. Em Hậu sắp giùm anh mấy cái bông này với đồ gia cúng giùm mẹ cho anh nha. Mấy đứa em gái đi học hết hả em? Đây cô chú anh chị xem là cái bàn thờ của cô Long ở đây. Lần ngày là tụi em cúng cơm chay cho mẹ hả? Ừ. Ủa em Khanh đâu hả em? Hả? Hôm nay đi làm luôn hả? Rồi. Ủa em Khanh nay đi làm bên gì vậy Hậu? Không, cậu anh ở ngoài vẫn đi làm hả? Ừ. Tại nó hôm bữa là nghe em nó nói là tính đi học bên bên điện tử á, nhưng mà bữa nay chưa đi học mà có chỗ đi làm của người quen dẫn đi luôn hả em? Dạ. Em sắp tí trái cây cho mẹ và cho ba em luôn. Ừ, cho ba mẹ đều dùng luôn em. Rồi sáng ngày mấy anh em ăn cơm nước gì chưa? Dạ. Nay hớt tóc đẹp trai quá nè. Này thấy mấy em bữa nay nói chuyện nhiều hơn mấy ngày đầu mà anh vô. Thấy mình nói chuyện cởi mở ra, cô bác là thấy mình thương. Đừng có ngại quá. Nãy anh lấy luôn cành ấy cho nó tươi nó tốt. Nhưng mà nó tốt cũng ấy nữa. Hôm nay có cô bác nào tới gia đình em thăm hỏi giờ không? Có cô Lê Minh Sưng. Lê Minh Sưng hả? Là cái cô đó người quen hay là xem cái đoạn clip của tôi anh? Xem clip. Hôm cũng nhiều cô bác lắm. Cũng điện thoại, xin số điện thoại bên gia đình á. Nhưng mà anh không biết là có ghé gia đình của em rồi thăm hỏi không, anh cũng không có hỏi. Rồi, anh mua và ship ra tới mấy dĩa chứ. Bữa nay thấy nụ cười rồi nè, bữa nay thấy cười rồi nè. Ở em ra hai đứa em gái của em á đi học rồi tới chiều mới về được hả? Dạ, tới chiều. Vậy là đi học nguyên ngày rồi. Dạ. Để anh bưng cái dĩa này cho. Mở kinh về cho mẹ nghe tốt lắm mà.
Rồi cái chỗ ngôi mộ của mẹ em ngoại giờ làm xong với Hậu. Xong anh, bữa làm xong rồi đó. Xong hết rồi đó hả? Cũng chưa ra ngoài. Rồi. Chúc hai anh em dẫn anh ra tí nha. Chúc bạn của anh cũng có xuống gỡ cho tụi em tí tiền để xây sở rồi lo trong gia đình nữa. Ấy xong rồi thắp nhang lại cho ông bà với ba mẹ em về dùng. Này cô Long hồi nhỏ cũng hồi trẻ cũng còn đẹp quá nè. Đây anh thắp luôn chứ. Để hôm nay thì Phong tới đây thì Phong cũng dâng cái nén hương của tất cả những cô chú mạnh thường quân và cũng như là mọi cô chú bác ở mọi miền đất nước. Thì trong cái thời gian qua thì cũng đã yêu mến và quan tâm đến gia đình của cô Long. Thì bữa nay thì Phong lại tiếp tục thắp cái nén hương để gửi cái tấm lòng của toàn bộ cô chú để gửi cho gia đình. Và mong cho cô Long thì sớm được siêu thoát về với cửa Phật của cô chú anh chị ạ. Đây thì hồi nào cô chú anh chị nếu chưa có xem qua đoạn clip á, thì đây là người con cả trong gia đình, là người con thứ hai là em Hậu, còn hồi nãy là người con thứ ba, hồi nãy là cũng có đi làm bên công ty bảo vệ của quý cô chú anh chị ạ. Rồi hôm nay mấy tụi em tối ngủ rồi, mẹ mấy tụi em có về hay không? Hả? Nặng. Nặng không thấy hả? Mấy anh em không ai thấy luôn hả? Có em Khanh đi làm vậy chưa, nó có về không em? Chắc không luôn. Vậy đi chung xe với bà con hả? Mới vừa mẹ mất rồi, bây giờ đi mấy đứa bây giờ nó kiếm công việc, nó làm, nó bươn chải, nó làm quá trời. Đứa thì nó đi nó phụ hộ. Hôm bữa là cái người con thứ tư của quý cô chú anh chị. Là bây giờ là bé nó đi theo bà con họ hàng là đi phụ hộ rồi. Hôm bữa thấy là bé cũng ước mơ đi học điện tử, nhưng mà cũng tranh thủ cái thời gian mà chưa có chỗ học á, bé nó cũng đi làm để nó kiếm thêm cái đồng tiền để lo cho cuộc sống. Thì phía trước cô chú anh chị xem là một cái chàng thanh niên, là người thứ ba trong gia đình, là bây giờ là kiếm cái đồng tiền mà chính để lo cho người anh hai và mấy các em đi học nữa. Đây không khác với ngày đầu tiên Phong tới đây á, mấy bé nó mấy em á, nó thấy là ma ống kính hay là thấy người lạ là nó chui rút vô chỗ nào đó không, không có dám mà nhìn hay là nói chuyện với bất cứ ai hết. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì mấy em nó đã lanh hơn rất là nhiều rồi. Chào em nha. Chào bạn. Người cái trụ cột chính trong thu nhập trong gia đình nè. Đi làm bảo vệ thì một tháng chỉ có 3 triệu mấy, 4 triệu à. Nhưng mà lo tới 3 cái thành viên còn lại cộng với mình nữa à, tổng cộng à. Ủa, tổng cộng là tới 5 người được. 5 người được. Thì chắc cũng đâu có lo nổi hai em. Cũng dán chứ bây giờ mấy anh em cũng phấn đấu rồi đi làm hết rồi. Còn có anh hai đây nè, người anh hai nè, bây giờ ở nhà là nấu cơm nấu canh cho mấy em đi làm về ăn nè. Giờ vài bữa chắc em có dự định đi làm gì nữa không? Chờ làm xong hộ khẩu bây giờ chưa sửa lại. Như ba nói đi làm bảo vệ được gì đó. Chờ làm hộ khẩu lại xong xuôi rồi mới đi làm. Chờ hộ khẩu rồi. Trời ơi. Bữa nay từ ngày mới vô đây. Từ ngày hôm nay vô đây gần cả tháng rồi. Em thứ hai nó mới mời Phong. Ở dáng nha em. Thấy mấy đứa thay đổi về anh mừng quá. Hồi ra trên phía trước mình trò chuyện tí nha. Bây giờ có khách vô là mời nước uống nè. Thấy từ cái ngày đầu tiên mà tụi anh vô đây á tới ngày hôm nay thì thấy nó khác rất là nhiều. Ra đây ngồi luôn nè em. Hồi nãy thì anh cũng thấy hai em cũng lu bu và bận rộn lo cho cái
cuộc sống hàng ngày á, nấu cơm canh đồ với mà lo cúng kiến cho mẹ. Nãy giờ lu bu á, anh không có tiền hỏi nhiều, thì bây giờ anh cũng thấy hai em cũng rảnh rồi, thì anh cũng trò chuyện tí. Ủa hai đứa có ông cậu trở về giùm ha. Nó điện cậu nó đi. Hai cô chú anh chị nè, có hai bé nó bữa nay nó đi học cũng mới về luôn rồi. Nhỏ nhỏ nó mắc cỡ dữ lắm. Dạ. Nó nhát quá trời nhát luôn á, mà tập mấy bữa nay mà nói hoài cũng nhát à. Anh chào hai em nha. Chào anh nè. Trời ơi, chạy nó chạy đâu vậy? Trời ơi, cô chú anh chị xem nè, nó thấy phòng nó lật đật, nó chạy vô nhà mà nó. Con bé này nó đi học nó mệt quá, sao nó chạy không nổi luôn. Đại thay đồ ra rồi trò chuyện với anh Phong tí nha. Đây, ở nhà cô chú anh chị xem là mấy bé nó ngại thấy người lạ. Hôm bữa là có hai em trai này cũng thấy người lạ nó ngại lắm, nhưng mà bữa nay là thấy nó đỡ rất là nhiều rồi. Thì nghe là bữa nay là em Khanh đó là người con thứ tư trong gia đình, thì cũng sắp xếp mà đi làm hồ cùng với một người quen á. Thì ở đây thì có em Hậu là người con thứ hai, thì la ít ngày nữa thì hộ khẩu đồ ấy xong xuôi rồi em đó cũng sẽ đi làm để cho lo cho mấy anh em trong gia đình nữa. Thì lúc trước là mẹ bệnh á, nên là mấy đứa nó phải luân phiên mà lo lắng rồi săn sóc cho mẹ. Thì bữa nay thì mấy bé là nói chung là cũng lớn rồi, với cũng tự mà suy nghĩ với biết công việc nào nó làm và nó lo cho cuộc sống, lo cho bản thân nữa. Thì anh cũng chào hai em nha. Thì bữa nay khi mà anh tới đây á, là có sự thay đổi rất là nhiều trong phía gia đình á. Là anh nghĩ á, là chắc là ba mẹ của em ở phía trên á, nhìn xuống thì thấy mấy tụi em bây giờ là càng ngày càng lớn rồi, chững chạc ra rồi, biết quan tâm rồi, lo lắng anh em gắn bó và đùm bọc giúp đỡ trong gia đình nữa. Thì chắc cũng ba mẹ chắc cũng mừng lắm. Thì bữa nay khi anh mà tới đây á, thì em có em Hậu với em thứ ba này, em tên gì anh quên rồi. Tên Dũng. Em Dũng hả? Dạ. Thì hai em có muốn nói cái lời nào đó đến cô chú anh chị trong cái khoảng thời gian qua mà đã giúp cho gia đình em không? Dạ, em muốn nói lời cảm ơn tới mọi người đã giúp đỡ gia đình của em. Rồi trong cái khoảng thời gian kế tiếp á, thì gia đình có còn thiếu thốn hay là có cái gì mà để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày mà mình chưa có thể mà mua được không? Có hỗ trợ được chiếc xe không? Xe của em đang chạy giờ đó. Thì anh hôm bữa anh cũng có trò chuyện rồi. Thì anh cũng sẽ đi mua một chiếc xe đạp điện cho hai em gái á, đi học mỗi ngày. Chứ bà con thì người ta cũng đi, người ta cũng lo cuộc sống chứ đâu có mà ai mà đâu có mà hàng ngày là chở đều chở được đâu. Thì cũng khó, đi chung cũng khó lắm. Rồi còn cái gì mà hai em với gia đình còn thiếu thốn không? Em muốn xe em á anh ơi, xe em đây em á. Tại thì xe cho hai em của em đi trước đi, chừng nào nếu mà em có đi làm hay gì đó. Dạ. Thật sự có đi làm á thì mình mua mới thật sự cần thiết, mình mới sử dụng được. Anh bây giờ anh phải chỉ có thể mà mua những cái đồ mà cần thiết trước mắt thôi, chứ mà nếu mà mua về mà chưa có sử dụng được thì nó rất là hoang phí. Tại đồng tiền của cô bác Mạnh Thường Quân á, người ta cũng làm rất là cực khổ luôn. Thì mình sử dụng phải nó hợp lý và nó đúng mục đích, thì cô bác nhìn vô người ta sẽ thương và sẽ hiểu và sẽ có thể giúp cho gia đình của tụi em nhiều hơn nữa, thấy không? Thì trước mắt thì nãy anh cũng có thấy hai em gái của em về rồi, chúc anh sẽ chở đi ra mua kiếm xe chỗ kiếm xe bán xe đạp điện á. Nhưng mà thật sự mà đúng mà đang cần á, sử dụng mà laptop á, thì anh có thể ra anh mua giúp, dùng cái số tiền của Mạnh Thường Quân để mua giúp để cho hai bé nó học. Tại vì nghe hình như là đang chuẩn bị chuyển cấp hả em? Dạ đúng rồi, sắp lên rồi. Dạ cô bữa nó có xin. Dạ cô đây vô đây ngồi tí đi cô. Nó có xin sậu ba nó với lại dạ, con năm cô vô đây ngồi lại đám đồ này kia. Dạ, cô ngồi vô giúp con, tại con nhầm khi con không có rành, với mà khi mà trong cái thời điểm mà mấy bé nó học á thì không biết thực chất là mấy bé nó đang thật sự là đang cần cái những cái món
đồ đó để nó sử dụng không, hay không? Cô ha, bảo đảm hai đứa con gái này thì ha, nó không có mê chơi đâu. Tại vì ha, hai đứa này nó ham học dữ lắm. Dạ. Cái gì ha, mấy đứa trai thì cô cũng chắc chứ ha, hai đứa gái này là nó học chứ nó không có chơi đâu. Dạ. Bữa già ha, là ha, mình mua cái laptop cho nó là hợp lý thôi. Tại vì nó cũng đã chuyển, hết năm nay nó đã chuyển cấp rồi. Dạ. Thử ra cô không có muốn gì hả, cô xin con là chỉ là ha, cho nó một cái laptop với lại cái xe đạp điện là nó có chân nó đi, với lại cái laptop để mà nó học hành thi cử tới nè con. Dạ dạ. Đó.